mọi người. Hôm nay thì em chuẩn bị đống lươn đi để gửi cho khách ở trong miền Nam ấy. Đây là một con đi lông cánh Đồng Nai này, con cái này. Rồi nó sủa, nhốt bằng nó sủa. Đấy, như mọi khi đi Việt Nam thì bọn em sẽ đều bỏ dưa chuột và có máng uống ở trong nhé mọi người nhé. Tất cả các nhà xe ở đối với khách hàng ở trong miền Nam thì bọn em đều ký hợp đồng với nhà xe quen. Nên là trên quãng đường vận chuyển ấy ạ, thì sẽ nhờ nhà xe chăm sóc và cho uống nước hộ. Riêng cái vấn đề ăn uống thì mình không cho ăn thôi, còn là cho uống nước thì vẫn uống nhé mọi người nhé. Đây, khách đi về bến nước Long An này. Con này bé hơn trong đàn thì em có bán thanh lý giảm giá cho anh ấy, mà lông sát siêu đẹp luôn. Một đực một cái. Lồng như thế này bọn em vận chuyển xa đều úp hai sọt. Nên là con chó là cực kỳ là thoải mái luôn nhé. Không sợ nó bị gò bó hay là bị đau chân gì cả luôn. Bởi vì là đi xa đi 2 ngày mà nó nằm trong đấy mà mình chỉ úp một lồng thôi là con chó nó dễ bị đau chân và nó sẽ bị chật trội ấy, không được thoải mái. Như là con này nằm như thế này là vừa này. Ây, cái mặt này. Mấy hôm nay ở ngoài Hà Nội bọn em là thời tiết là khá là ấm áp quay trở lại rồi, nhưng mà khi mà vận chuyển thì bao giờ bọn em cũng sẽ phải đóng lồng cực kỳ là cẩn thận này, che chắn nhé mọi người nhé. Bao giờ cũng bạt che đầy đủ luôn, tránh tình trạng là đi đường con chó nó bị trúng gió ấy. Nên là cái khâu vận chuyển từ đầu thì bọn em cực kỳ là cẩn thận, bởi vì bán về còn bảo hành cho các anh nữa. Tất cả các khách hàng có nhu cầu tư vấn hoặc là bắt cái dòng chó Malinois Vector Bỉ này thì có thể liên hệ cho số Zalo của em ở trên đây ạ, để em có thể tư vấn cho mình, để mình có thể tham khảo. Tất nhiên là chó này thì có rất là nhiều các trại bán thôi, và mỗi một trại thì cũng sẽ đều có một cái chất lượng và uy tín riêng. Chủ yếu là mình cứ nhắn tin Zalo cho em tư vấn, nếu mình cảm thấy là tin tưởng và ủng hộ trại em thì có thể là ủng hộ giúp em, thì em thật sự là cảm ơn mọi người luôn. Còn cái chế độ bảo hành như thế nào thì mỗi khách hàng, các anh bắt chó bên em thì cũng từng biết rồi đúng không ạ? Bao giờ thì em cũng sẽ gửi kèm hợp đồng bảo hành chó, hướng dẫn chăm sóc và quyển sổ tiêm để cho mình theo dõi sức khỏe nhé. Đợt này thì chuyển chó bao giờ em cũng sẽ tặng kèm các anh một hộp men tiêu hóa. Cái hộp này nó cực kỳ là cần thiết luôn. Trong quá trình về nhà mới, con chó nó chuyển giao thức ăn khác này, thức ăn lạ này, và môi trường sống mới này, nên nó dễ bị rối loạn tiêu hóa. Nên là cái này là nó cực kỳ là cần thiết nhé. Đấy, bây giờ là bắt đầu cho lên xe để chuẩn bị đi luôn. Dạ, xin chào mọi người.